Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa phối hợp với bệnh viện Bạch Mai đã vận chuyển hơn 10 tấn trang thiết bị y tế từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác phòng chống dịch. Sáng nay, tàu xuất phát tại ga Hà Nội và dự kiến đến trưa ngày 2 tháng 8, tàu sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, số vật tư y tế trên sẽ được vận chuyển tới điểm tập kết để lắp đặt cho bệnh viện dã chiến. Để chuẩn bị cho hành trình này, trước đó, vào ngày 31 tháng 7, Bệnh viện Bạch Mai đã chuyển một lô hàng bao gồm máy móc, thiết bị để vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh lắp đặt cho bệnh viện dã chiến. Việc vận chuyển này sẽ được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đảm nhận trong toàn bộ thời gian có dịch. Toa này là toa tàu hàng đi theo tàu khách, vì thế là các điều kiện về kỹ thuật cũng tương đối là tốt. Và trong quá trình xếp bốc xếp thì chúng tôi cũng tổ chức chèn lót cũng rất là cẩn thận, vì đây là những cái máy móc thiết bị y tế rất là hiện đại nên là cần phải sự bảo quản vận chuyển với yêu cầu tương đối cao. Thì cái này có thể hoàn toàn yên tâm vì vận tải đường sắt là một loại hình khá là an toàn cho cái công tác vận chuyển. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, với những bệnh viện khác có nhu cầu sẽ tổ chức triển khai tiếp. Ngoài số lượng trang thiết bị của Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị cũng nhận được đề nghị vận chuyển của một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.